Em xin chào tất cả các bác. Hôm nay thì em lại đi ra quán mua một số đồ cũ cho một số bác có nhờ mua, thì tiện em qua quán đồ đây thì em tiện em sẽ quay một số đồ cho bác xem. Thì em đang ở bên quầy đồ gia dụng và đồ xe đạp các thứ, đồ mới, thế nên em sẽ sang đến quầy đồ điện tử cũ em quay cho bác xem. Nay em có mua một số đồ cho một số bác đây. Thì em hôm nay thì đi đường mùa dịch rất là vắng vẻ, ai cũng đeo khẩu trang và cái lượng khách thấy ít hơn nhiều so với các cái đợt cùng kỳ. Đây nha các bác, em mà đến quán này rồi, thì quán này em mua mất gần một nửa quán rồi. Nay các cái hàng người ta đều tăng giá, và nếu ở đây mà chờ những người Nhật người ta đi bán đồ thì mình có thể mua được trước đây, thì mình khi mà người ta chưa đưa vào quán thì mình đứng mình mua của họ luôn, thì cũng sẽ có những cái đồ rẻ hơn một chút. Tuy nhiên thì cái đồ đấy thì chưa được check nên là những lúc hên xui. Còn mà quán này người ta đã có check hết, người ta đưa lên giá. Đấy, em sẽ đi vào xem nay có gì để hay quay cho các bác xem luôn. Đây các bác, hôm nay em sẽ mua cho anh Kiên Thái Bình con Yamaha Trầm này. Con này Trầm ISTS với kép 5005. Con này có giá khoảng tầm 700.000 thôi, thì bảo hành 3 tháng. Con gỗ rất đẹp. Còn anh Kiên Thái Bình thì trước thì em cũng rất chân thành cảm ơn anh Kiên, là anh đã người đầu tiên tin tưởng em và chuyển tiền em mua đồ. Và sau đấy thì có được sự ủng hộ của tất cả nhiều các bác sau nữa. Nhưng tuy nhiên anh Kiên là người đầu tiên mà đã khơi mào chiến dịch cho em. Thì cái con này nó 100V 32W. Tất nhiên là nhà máy Yamaha Made in China thôi. 32W. Còn rất là đẹp, bảo hành 3 tháng, vỏ gỗ rất là đẹp. Khá nặng, con này tầm 5-6 cân à, không đến, nằm tầm 5 cân thì có thể. Con này thì nói chung là anh Kiên anh ưng mua thì em vẫn mua thôi, không vấn đề gì. Và tất nhiên là anh Kiên bây giờ thì mua đối với những cái đôi hàng lửa hàng tiếp theo này thì em không lấy công của anh Kiên gì nữa, để cảm ơn cái sự ủng hộ tin tưởng của anh Kiên. Thì đối với đợt mua hàng này em sẽ không lấy phí. Và ngoài thì em sẽ mua cái con này cho anh Kiên. Ngoài ra thì có một số cái dây AV, em sang mua dây AV cho anh ấy luôn. Đây là cái thùng dây AV. Cái dây AV này không biết là người ta lấy đâu ra rất nhiều, hôm nào đến cũng thấy số lượng nó tăng lên rất nhiều. Thì em sẽ mua cho anh Kiên cái dây có 3 chân theo yêu cầu của anh đấy, 3 chân ra 3 chân vào. Ngoài ra thì cũng có một anh trước anh có gọi, đợt trước anh có gọi điện cho em cách đây mấy tháng, anh ấy bảo là anh là nhà ở trên phố cổ ấy, nhưng mà anh ấy muốn mua một số đồ chất bên này về. Đây hoa sen nó sẽ có luôn này để chơi âm audio. Tuy nhiên thì sau đấy anh ấy bảo là tìm cho anh một con tai nghe bluetooth cũ của Nhật đấy, của Nhật nhá, mà sau đấy anh ấy bảo là khoảng tầm 50-60 nghìn thôi. Đấy, thế thì em bảo là thôi em, cái đấy em không tìm được. Không có, bó tay. Đây là một cái con dây Sony cho anh đấy. Thì em sẽ mua cho anh đấy một con Sony này được à, nhưng mà anh mua 2 chân thì thôi em lấy con 3 chân này cho anh Kiến à, Sony đó, của Sony nha các bác. Mở cái nhờ. Đấy, nét cái quay điện thoại này. Đấy, Sony. Dây này sẽ lấy cho anh Kiên Thái Bình, tặng anh ấy một dây này luôn, không lấy tiền của anh Kiên nữa. Rồi còn hôm qua cái anh ở trên phố cổ anh lại gọi có cho gọi cho em bảo là mua một cái dây thôi, một cái dây AV hai đầu của người Nhật thải ra, hàng cũ của người Nhật. Không biết là em không biết là đây có phải là hàng Nhật hay không, nhưng mà hàng cũ của người Nhật bỏ đấy, có giá về đến tay anh đấy là 100.000 thôi, cũng hơi khó nhưng mà cũng cố gắng. Đây có bạn, một bạn hỏi là dây AV ra 3 đầu này, đầu từ điện thoại ra này, có luôn này à, về đến tay là 100.000. Thì cái tiền ship ở Việt Nam nó là mất ít nhất khoảng 30.000 thôi. Thế đây cả về nữa là 70.000 mà hai đầu. Thì em đang tìm cái đấy, em rất là khó tìm. Một đầu có, ba đầu có, nhưng hai đầu thì chưa thấy. Đỏ vàng thôi, đỏ trắng thôi, chưa thấy bạn. Ba đầu nhiều, hai đầu thì không thấy. Đây rồi,
hai đầu đỏ trắng đấy. Đấy như bảo vừa phải mới, không được xuất sẹo. Mà về đây là 100.000. Đấy, nhiều lúc có nhiều bác ra đề khó thật. Nhưng mà cũng cố gắng thôi chứ làm sao giờ các bác. Thượng đế, các bác thượng đế yêu cầu thì em vẫn phải làm thôi chứ. Đơn giản mà. Đây được, cái vừa đây cũng được. Nó không được mới lắm nữa nhưng mà nó cũng vẫn rất là đẹp. Rất là ok. Đấy, sau một hồi tìm kiếm thì em cũng tìm được một cái dây này, thứ nhất là vừa có hai đầu đỏ trắng thôi các bạn. Bên này người ta Nhật người ta toàn dùng đầu ba đầu, người ta toàn bán cái ba đầu sáu tay, không thể có cái nào hai đầu cả. Thế rất là khó. Thôi được, em sẽ lấy tạm ở đấy cho anh được. Một đầu có này, một đầu luôn này, nhưng mà không có hai đầu, ít. Thôi lấy tạm cái này. Dây loa thì cũng đã vơi đi khá. Em lấy mất mấy cái về nhà em nghe. Còn ở bên này là có rất nhiều cục sạc này. Sạc Sony, sạc cái gì đây rất là nhiều. Đấy, lỡ mà có hỏng mất cục sạc thì mua đây cũng được. Còn bên này là rất nhiều cái điều khiển. Có một bác có nhờ tìm một con của bâu, nhưng mà không biết có không. Hơi khó. Dòng đấy thì hơi khó, mấy cái dòng Nhật thì rất nhiều. Sony này, Hitachi thì rất nhiều. Bowie nó cũng nói thật là hơi khó đấy. Victor này, Canon này, không thấy của Bow. Nick này, nói chung Sony nhiều lắm. Sát đúng không? Mấy cái dòng Nhật thì nhiều thật. Bầu không thể chịu Fujitsu này. Toilet, nói chung mấy dòng Nhật thì nhiều, dễ tìm. Nhưng mà em ở châu Âu có thứ thì hơi khó. Rồi, nhân tiện này em cũng mua một cái tai nghe kén út như thế này để nghe. Cái tai nghe của em nhà nó bị hỏng mất một bên. Đây là kén út nhá, giá khoảng tầm 30.000 một cái thôi. Kén út này, chữ này hơi nhiều này. Đấy, thấy chữ kèn út không? Đây em mua một cái về dùng. Đây nhà nó bị hỏng mất một chân. Thế mới tiếc. À, dây điện này. Cho các bạn hỏi dây điện đây, một cuộn như này nó có không ghi mét. Đây có tầm 700.000 cuộn. Chắc tầm 100 mét. À, sao này cái quay hỏng này? Có gì để quay mà em lưu hỏng, không có con nào dẫn mã mà quay cả các bác. Hôm nay thì có một đôi JBL mới về, Studio 230, còn giá 36 triệu, khá đắt. Trước em mới gửi về Việt Nam cho một anh có một đôi JBL hay Studio 210, con đấy tầm hơn 4 triệu thôi, con này đắt hơn 6 triệu. Đây là mấy con loa mới của chị đây, Harbots. Hơi lạ chút. Nói chung là loa đây thì giờ nó không còn nhiều lắm các bạn. Em mua hết rồi. Ở đây có một con bầu 101 MMG nằm đây khá lâu rồi nhưng mà không thấy ai mua. Đấy, đã nó khá đắt. Nó đắt, mình nó 3,5 triệu lên đôi rồi. Dali Pioneer. Đấy, rất nhiều. Đây một cái bầu 201 này nằm đây một mình lẻ loi. Ông nào mua một chiếc em mua hai đôi, còn ông nào mua một chiếc thế mẹ. Đây thì có mấy bác có hỏi con bầu FS321 này thì nó trước em hình như quay rồi là Mexico đấy, nó có giá tầm 3,7 triệu đấy, vẫn còn con này đẹp hơn. Còn chấn kính này, phụ kiện trên túi trên trên đồ đủ hết, sạc cái dây trên trên này. Đây có mấy vết xước chưa đấy. Còn không thấy con nào mà giải mã hay gì để quay cho các bác cả, rất ít. Người Nhật thì không thấy bán mấy dòng đấy, hoặc là người ta bán nhưng mà thợ đã nhặt hết rồi trước khi nó ra đến quán.
Không thấy một con nào là DAC thôi, thì còn DCD thôi. DCD thì không cần. Maran Goric, Goric là đâu? Hy Lạp. Đen Đông PMA 390. Không phải con đợt trước mấy bác hỏi nữa. Em lướt vòng cho các bác cùng xem. Đây là cái quầy âm ly và đầu đĩa hỏng này. Con Kyo này. Mấy đồ này nói chung không có con nào giải mã mà quay đâu. Mấy cái âm ly ở ghẻ này thì thôi. Đầu CD này, dưới này này. À, dưới đây là con Kyo, âm ly con Kyo. Sansui này. À đây. Con gì đây? DAV, con này là con gì đây các bác? Lạ nhờ. Nhiều nút bấm ấy. Con này điện nguyên đâu có vấn đề. Động ở đô xạ này. Con này chưa check, hàng chưa check. Con này là con hàng gì đây? Con này các bác bảo hàng gì đây? Em không biết. Con này là chưa, hàng chưa check nhá. Điện này bỏ vào rồi mà hàng chưa check. Terebi âm lượng, tăng âm lượng TV à? À, các kênh TV. Con này là Chona, là đài FM. Chona FM. Đi Yamaha CD. Nói chung là cái quầy hàng âm ly hỏng này không thấy có gì để quay chất lượng nha các bác ạ. Quay các bác lại chửi bất công quay vớ vẩn. Onkyo này, Integrate Ampli này. Đấy, nói chung là chẳng có gì để mà quay cái lắm, hoặc là trong tầm hiểu biết của em chưa biết để quay. Đấy, em sang góc này tìm mấy con mic, nhưng mà lại hơi ít. Đây có con Bluetooth này, à chà. Trước nay em thấy có một con bản mic Bluetooth luôn, rất là mới, còn nguyên hộp này. Con này thì tất nhiên là cũng made in China thôi, nhưng mà của hàng Kinai. Kinai là không biết ở đâu nữa. Đấy, speaker hàng mới. À, cái này là chữ chữ Nhật đấy, công ty đó là sản xuất ở Trung Quốc thôi, nhưng mà chắc là hàng Nhật đấy, của Nhật đấy. Họ giá khoảng tầm 3,5 nha các bác. Rồi thì em tìm mấy cái mic nhưng mà không có. Đó, con Mitsu này vẫn nằm đây này. Mitsu này. Đó, su này không dây. Su 58. Không dây, em mua cho anh Cường ở bên ấy luôn. Anh Cường ở bên Sóc Sơn luôn. Rồi, thì em xin kết thúc video ở đây. Để ra thanh toán để về đi, không khá muộn này. Xin chào tất cả các bác, hẹn gặp lại trong các video lần sau. Audio Technica, con này 1,3 triệu một cái, đắt thế. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại, con này cũng không dây luôn.